cựu giám đốc Viện Tim Hà Nội và 11 bị cáo khác hầu tòa. Vụ người phụ nữ tử vong trong ô tô, gia đình đã báo mất tích nhiều ngày trước. Ngao đá đập phá, đốt tránh điện nhà chùa. Và chạm tàu hỏa, cô gái trẻ tử vong. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thời gian vừa qua đã có rất nhiều những vụ án, nhiều bị can bị khởi tố và đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây nhất, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án thông thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Theo đó, buổi xét xử quy tụ hơn 10 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. Riêng ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội thì có hai người. Sáng ngày 17 tháng 4, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Gần 8 giờ, các bị cáo đã được dẫn giải đến tòa. Phiên tòa được kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người được triệu tập hoặc có nhiệm vụ mới được vào bên trong phòng xét xử. Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa gồm ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim, bà Hoàng Thị Ngọc Hường, cựu phó giám đốc, bà Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu kế toán trưởng ông đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh cùng là cựu phó phòng phụ trách phòng vật tư bảy bị cáo khác là những cựu lãnh đạo nhân viên của công ty hoàng nga công ty cổ phần đầu tư và định giá aic công ty kim hòa phát họ bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Xuân Văn. Để phục vụ xét xử, tòa án triệu tập nguyên đơn dân sự là Bệnh viện Tim Hà Nội và các bên có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá AIC Việt Nam. Hơn 10 luật sư đăng ký bảo chữa cho các bị cáo, riêng ông Tuấn có hai luật sư. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày theo cáo trạng cựu giám đốc bệnh viện tim hà nội đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư tại bệnh viện tim hà nội để bệnh viện sử dụng trước sau đó chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoàn thiện tất cả các thủ tục cho các doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định thủ đoạn trên được các bị cáo thực hiện trong 4 gói thầu trong các năm 2016-2017 gây thiệt hại cho nhà nước 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định ông Nguyễn Quang Tuấn cùng lãnh đạo công ty Hoàng Nga còn có hành vi thông thầu, gian lận thầu trong năm gói thầu khác gây thiệt hại hơn 47 tỷ đồng. Như vậy, các bị cáo trong vụ án này đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 53,5 tỷ đồng. Vì lợi ích cá nhân, cựu giám đốc viện tim Hà Nội và 11 bị cáo đã bị đồng tiền làm mờ mắt, dẫn đến vướng lao lý tù tội. Liệu bản án nào đang chờ họ ở phía trước? Những diễn biến mới nhất về phiên xét xử sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Vừa qua thông tin một người phụ nữ tử vong bất thường tại hầm trung cư ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội đang khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Được biết trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, gia đình đã báo nạn nhân mất tích nhiều ngày chiều ngày 16 tháng 4, liên quan tới vụ người phụ nữ tử vong tại hầm một trung cư ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, cơ quan điều tra công an quận Long Biên vẫn đang làm rõ. Được biết, người phụ nữ trên sống tại địa bàn phường Bồ Đề được gia đình thông báo mất tích vài ngày trước. Đến sáng ngày 15 tháng 4, người dân tại một trung cư ở phường Ngọc Lâm phát hiện chị này đã tử vong. Khi phát hiện, người phụ nữ này ở trong ô tô cá nhân khi chiếc xe đang dừng đỗ tại hầm trung cư theo chỉ huy công an quận long biên địa điểm người phụ nữ được phát hiện tử vong là nơi cô này hay tập gym vì lãnh đạo nói chưa có kết luận về việc có hay không dấu hiệu bất thường tác động từ bên ngoài cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác gần đây nhiều vụ án xảy ra mà thủ phạm là những người sử dụng chất cấm đã khiến cho người dân vô cùng dùng mình kinh hãi điển hình như trên địa bàn tỉnh long an vừa qua trong cơn phê pha một thanh niên ngáo đá đã lao vào chùa la hét sau đó đập phá tượng phật châm lửa đốt Ngày 16 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cắt cử cán bộ trông giữ PHL sinh năm 1991 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Long An để thanh niên cắt cơn phê ma túy. L đã dần hồi tỉnh, đang được Công an huyện Đức Hòa lấy lời khai. Trước đó vào chiều ngày 14 tháng 4, sau khi sử dụng ma túy, L vào tránh điện chùa ở ấp tránh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, làm nhảm chửi bới. Chưa dừng lại, Lờ ném toàn bộ tượng Phật trên tránh điện xuống đất, sau đó châm lửa đốt. Người dân và những người trong chùa không dám vào khống chế vì Lờ hung hãn cầm theo khúc gậy tròn hù dọa họ. Một số người đã quay lại hình ảnh trên và đăng tải lên mạng xã hội. Công an xã Đức Lập Hạ đã khống chế Lờ đưa về trụ sở, nhưng anh này không kiểm soát được bản thân và liên tục la hét. Hiện lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, trích xuất camera để xác định hành vi của Lờ, đồng thời thống kê thiệt hại để củng cố chứng cứ xử lý có thể nói nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội từ những người bị ngáo đá là khá lớn, để ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, cơ quan có thẩm quyền cần sớm ban hành các quy định pháp luật liên quan đối với nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, mỗi gia đình, chính quyền các địa phương cần có biện pháp quản lý chặt chẽ những người có biểu hiện bệnh, nhanh chóng đưa họ đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Liên tục từ đầu năm cho đến nay, xảy ra rất nhiều những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cả về của cải lẫn tính mạng. Vừa qua trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra va chạm kinh hoàng giữa xe máy với tàu hỏa SE8 đi hướng Thường Tín Pháp Vân, khiến cho một người phụ nữ tử vong thương tâm. Đội cảnh sát giao thông đường sắt công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện Thanh Trì điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy khiến cho một người phụ nữ tử vong. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 16 tháng 4, chị NTT, 27 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa, điều khiển xe máy đi từ hướng ngõ 268 ra đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Khi đến điểm giao cắt đường sắt, xe máy của chị Tê va chạm với tàu hỏa SE8 đi hướng Thường Tín, Pháp Vân. Vụ tai nạn khiến cho chị Tê tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông đường sắt phối hợp với công an huyện Thanh Trì, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Từ vụ tai nạn đau lòng trên, thiết nghĩ các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong nhân dân về việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đường sắt, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông đường sắt. Cũng liên quan tới an toàn giao thông, Thời gian gần đây, tình trạng đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng đang tái diễn phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Mới nhất, công an Hải Dương vừa tóm gọn 97 người trên 45 chiếc xe máy trong đêm gây náo loạn đường phố. Tối ngày 18 tháng 4, lãnh đạo công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho hay, đơn vị đang phối hợp với tổ công tác 151 công an tỉnh này xử lý 97 người, chủ yếu là thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm trong đêm 15 tháng 4. Trước đó vào tối ngày 15 tháng 4, hàng trăm cảnh sát tổ tổ công tác 151 của tỉnh và công an thành phố Hải Dương kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý 45 xe, 97 người vi phạm những người này chủ yếu không đội mũ bảo hiểm không có giấy phép lái xe sử dụng xe máy không có đăng ký không đeo biển kiểm soát trong đó nhiều nam thanh niên phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng khiêu khích người đi đường và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ những người vi phạm chủ yếu ở thành phố hải dương và các huyện lân cận như cẩm giang thanh hà gia lộc bình giang nam sách tứ kỳ Họ dùng mạng xã hội, lập nhóm hẹn nhau quy tụ về trung tâm thành phố, tổ chức diễu hành, hò hét với tốc độ cao, thường gọi là cháy phố. Trong 97 người bị công an mời về trụ sở làm việc có Nguyễn Đức Chính, sinh năm 2003, trú tại xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương, sử dụng giấy phép lái xe giả. Lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương thông tin theo kế hoạch đợt kiểm tra cao điểm xử lý vi phạm an toàn giao thông diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6. Trong thời gian này, Tổ công tác 151 từ tỉnh đến các huyện sẽ thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Trước tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại, vừa qua, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế đã có công văn số 603 gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố về việc tăng cường triển khai tiêm chủng và nhu cầu bổ sung vaccine COVID-19 AstraZeneca trong tháng 4 đến tháng 6 năm 2023. Công văn nêu rõ, ngày 8 tháng 2 năm 2023, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã ban hành quyết định số 65 về việc phân bổ vaccine COVID-19 đợt 186. Theo đó, phân bổ 832.900 liều vaccine AstraZeneca có hạn sử dụng ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 năm 2023 cho 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc để triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố đến nay, trên toàn quốc đã tiêm khoảng 266 triệu mũi vaccine COVID-19, trong đó có 51,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm liều nhắc lại mũi 3 đạt tỷ lệ 81%. Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều trên cả nước và vẫn có nhiều địa phương đạt tỷ lệ thấp dưới 80%. Số vaccine AstraZeneca hiện còn tại các tuyến chưa bao gồm 204.400 liều dự trữ tuyến quốc gia là khoảng 300.000. Tốc độ sử dụng vaccine AstraZeneca trong 8 ngày đầu tháng 4 năm 2023 chậm so với trung bình 1.040 mũi một ngày, dẫn tới nguy cơ cao không sử dụng hết vaccine. Để tăng bao phủ và sử dụng hiệu quả vaccine COVID-19 AstraZeneca, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng. Cuối bản tin là một số thông tin về tình hình nông nghiệp. Thưa quý vị, trận rông lốc vào chiều ngày 15 tháng 4 tại tỉnh Gia Lai đã làm nhiều nhà dân tại các huyện thị phía đông và đông nam bị tốc mái, khiến cho hàng trăm hecta cây trồng bị thiệt hại nặng nề. Theo văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, trận mưa dông kèm theo gió lốc diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 4 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp, cơ sở vật chất tại các huyện thị xã phía đông và đông nam của tỉnh. Theo thống kê, đã có 118 căn nhà tại các huyện Phú Thiện, Công Cro Cô và thị xã Ai Jun Ba bị tốc mái, 6 người bị thương, hơn 590 hecta cây trồng bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, có hơn 513 hecta lúa, hơn 26 hecta cây cà phê thiệt hại từ 30 đến 70%. Bên cạnh đó, mưa dông cũng đã làm gãy một trụ điện, một đèn chiếu sáng, 25m tường rào và 135m nhà xưởng tại các địa phương nêu trên. Tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn 3 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, phường bị thiệt hại vận động nhân dân và lực lượng xung kích chủ động khắc phục thiệt hại. Đồng thời, huy động lực lượng cắt tỉa và thu gom cây xanh đổ ngã, đảm bảo an toàn cho việc lưu thông của nhân dân thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nếu quý vị có bất cứ ý kiến gì muốn chia sẻ hãy để lại ngay dưới phần bình luận cho chúng tôi biết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại